quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hoạt động của dự án nâng cao năng lực thiết kế Việt Nam và Hàn Quốc đã được ký kết giữa Cục Xúc tiến Thương mại Vietjet và Viện Thiết kế Hàn Quốc KIDP, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm sẽ được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thiết kế trong việc phát triển thương hiệu. Một trong những yếu tố tạo nên thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp là hoạt động thiết kế. Thiết kế giữ vai trò quan trọng tạo nên thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp và qua đó thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy năng lực thiết kế của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay còn rất hạn chế và hầu như cũng chưa có sự quan tâm đúng mức. Một trong những thị trường chung rộng lớn được quốc tế hóa cao là vấn đề chất lượng sản phẩm và mẫu mã ngày càng trở nên vô cùng quan trọng bởi tính chất cạnh tranh, đặc biệt là cạnh tranh quốc tế. Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF về năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2014-2015, chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam chỉ tăng 2 bậc từ vị trí 70 lên 68 trong 148 nền kinh tế. Vì vậy, để giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thiết kế trong việc phát triển thương hiệu sản phẩm, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp giới thiệu quảng bá các thương hiệu sản phẩm thiết kế tốt nhằm thu hút tìm kiếm bạn hàng, đối tác kinh doanh, ngay từ năm 2010, Cục Xúc tiến Thương mại và Viện Xúc tiến Thiết kế Hàn Quốc KIDP đã ký kết hợp tác nâng cao năng lực thiết kế Việt Nam Hàn Quốc. Đây là cái chương trình hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và cơ quan thiết kế của Hàn Quốc. Ở đó thì chúng ta theo chương trình này chúng ta hỗ trợ cho một số doanh nghiệp phát triển kỹ năng nghiên cứu về thiết kế sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường, theo kịp được cái trào lưu của người tiêu dùng ở trên thị trường quốc tế. Tôi cũng rất mong rằng đây là cái cơ hội để các doanh nghiệp khác có thể tìm hiểu và đặt ra những cái yêu cầu để tiếp tục có thể tham gia được vào cái chương trình của Cục Xúc tiến Thương mại hỗ trợ phát triển sản phẩm. Nằm trong khuôn khổ chương trình nâng cao năng lực thiết kế Việt Nam-Hàn Quốc tại Hội chợ Việt Nam Expo 2015 được tổ chức vừa qua, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Viện Xúc tiến Thiết kế Hàn Quốc, Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thực hiện xây dựng gian hàng hỗ trợ thiết kế và phát triển sản phẩm Việt Nam-Hàn Quốc. Trong cái Expo năm 2015 là có một cái gian hàng chuyên về các cái thiết kế, mà đây là các cái doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện Thiết kế của Hàn Quốc đã tổ chức và trưng bày các cái sản phẩm mà hiện nay có thể nói là Việt Nam đang còn rất yếu trong cái lĩnh vực về thiết kế cũng như là làm các cái sản phẩm mới trong cái việc xuất khẩu các cái sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam. Gian hàng đã tập trung vào các nội dung như giới thiệu, quảng bá và tôn vinh các giá trị thương hiệu sản phẩm có thiết kế tốt của các doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn phát triển thương hiệu và sản phẩm thông qua thiết kế của các doanh nghiệp Việt Nam để góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm Việt Nam. Lần này thì thiết kế gian hàng của chúng tôi là một cái thiết kế mở hơn so với những năm trước, và chúng tôi mong muốn với gian hàng này thì chúng tôi sẽ tạo được cái mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc và tạo một cái sự phát triển mạnh mẽ hơn về cái mảng thiết kế. Cách đây 2 năm thì Vietjet đã cử cán bộ sang KIDP để học về cách thức tổ chức cái giải thưởng thiết kế đẹp ở Hàn Quốc, và chúng tôi rất mong muốn là trong tương lai chúng tôi sẽ giúp Việt Nam tổ chức cái giải thưởng tương tự như thế ở Việt Nam. Chương trình nâng cao năng lực thiết kế Việt Nam Hàn Quốc hướng tới cung cấp các hình thức hỗ trợ đa dạng cho doanh nghiệp như phổ biến, tư vấn đào tạo về kiến thức, kỹ năng thiết kế, nghiên cứu thị trường, phục vụ thiết kế, và trong giai đoạn tới, các hoạt động của chương trình sẽ chuyên sâu hơn, tiến tới đồng hành cùng doanh nghiệp từ khâu nghiên cứu đến phát triển sản phẩm và đưa sản phẩm ra thị trường xuất khẩu. Hy vọng với sự giúp đỡ của các chuyên gia Hàn Quốc cũng như mục đích của chương trình nâng cao năng lực thiết kế Việt Nam Hàn Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có bước phát triển vượt bậc, tự tin cạnh tranh trên thị trường quốc tế.